Làm bài thi được điểm thấp, cậu bé oan ức nhờ bố phân minh và cái kết khiến ai cũng lú theo. Cô nói sao, sản phẩm công nghệ vậy là sai đó hả? Theo đó, cậu bé học sinh tiểu học sau khi nhận điểm thi hơi thấp với một đáp án nghe có vẻ không thuyết phục nên đã về nhà hỏi bố. Cụ thể, đề bài trắc nghiệm có hỏi sản phẩm công nghệ nào làm mát căn phòng. Bên dưới có ghi ba đáp án gồm quạt điện, tủ lạnh và máy lạnh. Với suy nghĩ bình thường của mình, cậu bé đã chọn đáp án máy lạnh có chức năng làm mát căn phòng, giống như điều thường ngày ở nhà mình vẫn hay sử dụng. Thế nhưng oái âm thầy lại bị cô giáo chấm sai, mà thay vào đó là tủ lạnh. Cô nói sao, sản phẩm công nghệ vậy là sai đó hả? Nè, cô nói là bài này ghi sai, vậy mà cô không để cái bài, cô không để cái tư bài là sai, là sản phẩm công nghệ nào không được, không làm mát được căn phòng đi, cho tụi con biết. Sao không hỏi cô giáo? Vậy là ở nhà mỗi lần là nực là cô mở cái tủ lạnh cho nó mát, chứ cô không có xài từ máy lạnh, Cô nói là bài đó ghi sai, vậy cô không để cái tụi bài sai đi. Làm con quắn hết cả não, ghi máy lạnh luôn. Đáp án của cô giáo sau khi được cậu bé kể lại cho người bố đã khiến dân tình không khỏi phát lú theo. Bởi xưa nay ba đời chưa ai dùng tủ lạnh để làm mát căn phòng bao giờ. Theo như cậu bé giàn giụa nước mắt kể lại cho biết, đề bài in sai khi lẽ ra câu hỏi phải là sản phẩm công nghệ nào không dùng để làm mát căn phòng và đáp án đúng là tủ lạnh. Tuy nhiên cuối cùng lỗi sai của người in đề lại khiến học sinh phải lĩnh hậu quả. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại. Không đi học thêm nhà cô chắc luôn. Ôi trời ơi. Chắc nhà cô gắn tủ lạnh để làm mát thay máy lạnh đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.